Động tác thứ tư là là bấm. bấm 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 huyệt kiên ngôn. Đây. Vòng cùng vai đoạn đây, bấm huyệt kiên ngôn này. Đấy. Đây, nhìn rõ vai tôi này. Kiên ngôn này. Trung phủ. Kiên trinh. Tý nhu. Bấm bốn huyệt này, kiên ngung, trung phủ, kiên trinh, tý nhu. Kiên ngung mình nhớ chưa? Đây này, mỏ cùng vai đòn đây này. Là kiên ngung này. Trung phủ tôi nhắc lại cho canh các chị Hải Dương nhớ này. Bờ dưới xương đòn, đo xuống một thốn, nằm trên dãy delta ngực. Nha. Trung phủ. Kiên trinh là gấp tay vào nách như này này thì tận cùng ở cái lớp nách ở phía sau này đo lên một thốn. Kiên trinh. Tý nhu là đỉnh đầu dưới của cái cơ delta này này. Đấy. Bốn huyệt chung quanh khớp vai nhớ chưa nào? Kiên ngung này, mỏ cùng vai đòn này, trung phủ, bờ dưới xương đòn một thốn, nhớ, nằm trên rãnh delta ngực. Kiên trinh là gập tay vào sát thân mình, từ nếp nằm ở phía sau ấy, nhớ không phải phía trước nha, đo lên một thốn. Tý nhu là đỉnh đầu dưới của cơ delta, đấy, bốn huyệt, bấm cái huyệt đấy, bốn huyệt đấy. Nếu đau lan khớp vai thì bấm trên huyệt kiên tỵ, thiên tông, thiên tông. Thiên tông. Đấy, đến động tác tiếp theo là vận động khớp vai, đây là cái động tác quan trọng nhất nha. Cái này hôm qua nói rồi, thầy thuốc đứng bên cạnh này, một tay cố định trên khớp vai của bệnh nhân, một tay cố định trên khớp vai của bệnh nhân. Một tay nắm cánh tay của bệnh nhân. Đây ạ. Nhưng mà cái cánh tay của bệnh nhân là cái gì? Cánh tay này và cẳng tay phải gấp thành góc vuông, chúng ta nắm ở chỗ huyệt khúc trì ấy nhá, chứ không phải tay để thẳng. Đây, cái tôi đây này. Đấy, tay phải gấp góc vuông này, nắm ở chỗ huyệt kiên tỵ này này nhá. Tay bệnh nhân phải cong như thế này. Đấy. Nắm ở chỗ huyệt kiên tỵ như này. Nha. Một tay cố định trên vai, còn một tay nắm như này này. Quay vòng tròn. Quay vòng tròn. Tăng nhẹ đến mạnh. Đấy. Có thể là quay tiến về phía trước, có thể quay về phía sau. 5 đến 10 vòng. Năm đến 10 vòng. Tinh thần đấy à? Của trường F2 à? Của trường F2 à? Suốt ngày trong đây thì F2 cái gì? Nhớ là khi vào cái động tác vận động này rất quan trọng nha. Tay bệnh nhân phải gấp thành góc vuông như của tôi này. Thử tay và cánh tay thành góc vuông. Một tay cố định trên khớp vai, còn một tay là nắm được chỗ khúc chì này này. Đấy.
Đấy. Là quay phía, về phía trước này, xong lại quay về phía sau này. Đấy. 5 đến 10 vòng. Vờn khớp vai, tức là vờn khớp vai bị đau ấy, đứng đối diện với bệnh nhân, hai bàn tay thầy thuốc này xòe ra này này, ôm lấy khớp vai của bệnh nhân, hai tay để đẩy tiến lùi này, đấy, để cho da vào cái dây chằng nó mềm, đấy, ôm vào khớp vai bệnh nhân, đẩy tiến, tay thầy thuốc tiến lùi, đấy. Vâng. Vâng, khớp vai bị đau 5 đến 10 lần. Động tác tiếp theo là động tác rung. Rung cái tay bị ban hết. Bà là chuyện quá bình thường. Em không muốn trả sợ, anh có được không? Đúng, tôi nhắc lại này, đứng đối diện với bệnh nhân, một tay cầm ngón cái này, một tay cầm ngón 4-5 của bệnh nhân này, nha. Tay bệnh nhân duỗi thẳng, rung này, từ từ, nha. Nó chuyển động từ cổ tay lên cánh tay lên cẳng tay lên khử tay và lên vai, nó như làn sóng chuyển động đấy, cái đó gọi là rung, nha. Đó. Một tay cầm ngón cái, các bạn nhớ lại, một tay cầm ngón 4-5 này, kéo thẳng tay bệnh nhân ra, rung ra, nó chuyển động từ cổ tay lên cẳng tay lên khớp khuỷu lên cánh tay, đấy, rung. Động tác cuối cùng là phát hay vỗ vùng quanh khớp vai một lần. Đấy. Sau khi làm rồi thì chúng ta bàn tay ôm lại, đấy, vỗ phát vùng quanh khớp vai. Như tôi nè. Đấy. Phát vỗ như thế. Nhìn thấy không? Ở lớp. Mất hình, mất hình thầy rồi, mất hình thầy rồi, mất hình thầy không nhìn thấy, không nhìn thấy có à? Có đây này, bàn tay khum lại này, này có, nhưng mà thầy phải quay màn hình vào cái chỗ thầy làm cơ. Đấy, phát vỗ xung quanh khớp vai một lần. Hay rồi. Đấy, được rồi, làm cho cô Hiền thế là được. Nhưng mà vỗ nó mạnh mạnh một tí, nó có tiếng kêu, chứ mình vỗ nhẹ như là vỗ cho em bé. Làm gì đó, nghe ai có thấy thầy đâu mà. Tại lúc em ba là lộ trình. Liệu trình. Xoa bóp ngày một lần. Mỗi lần 30 phút. Cái làm quá dài. Mỗi ngày một lần. Mỗi lần 30 phút. Đến khi nào khỏi thì thôi. Các anh chị chép này, bao giờ thực hành thì tôi sẽ hướng dẫn các chị này. Có nhìn thấy để chép không? Đây là hướng dẫn người bệnh tự tập hàng ngày ở nhà nhé. Hai tay giữ thẳng. Này.
bàn vào nhau, nắm lại từ từ, nâng dần lên cao này, càng cao càng tốt. Đấy. Xong lại từ từ đưa tay xuống. Trong lúc đó cúi khom người ra phía trước. Đấy. Tạo với nửa thân dưới một góc 90 độ. Đấy, cái này không thể làm mẫu cho các anh ở đây được. Đấy, các chị chép đi. Cách tập thứ hai là vung tay cúi lưng. Nửa thân trên cúi về phía trước. Tạo với thân dưới một góc 90 độ, tức là bụng với chân một góc 90 độ. Dạ thầy ơi, thầy đọc lại giúp em với ạ. Không nhìn thấy bảng à? Không nhìn thấy bảng không? Có ạ. Thì chép đi, tôi để chậm cho chép đấy. Thì bao giờ đến thực hành thì tôi hướng dẫn các anh các chị, đây bây giờ không làm được. Vung tay cúi lưng này. Nửa thân trên cúi về phía trước. Đấy. Tạo với thân dưới một góc 90 độ. Không thể làm cho các anh các chị nhìn được. Đấy. Cái này à? 90 độ. Tay lành mịn vào thành ghế. Anh mịn vào thành ghế này. Tay phải cứ đau này nhé. Đấy, tay trái tôi bị thành ghế đây. Không nhìn thấy tôi không? Đấy, tay là tay phải tôi đau này, tay trái tôi không đau này, tôi bị thành ghế này. Tay đau buông thõng này. Từ từ làm các động tác sau. Thầy ơi, chưa chép kịp ạ. Cái này phải hướng dẫn thực hành thôi, chứ còn cái chép thôi, về đọc hiểu đâu thì hiểu. Quay tròn theo chiều kim đồng hồ. Góc độ nhỏ sau tăng dần góc độ lớn, làm ngược lại. Trong khi tập ấy thì có thể là cái tay bị đau ấy, đeo một cái túi. Thì túi là nặng độ 1 kg, hoặc lúc đầu nó đau thì nửa kg sau tăng dần. Thì cái túi này các anh các chị nhớ là để cát thôi nha. Mình có thể đá sỏi nó vào gối. Thì cái túi nặng tác dụng gì để nó kéo giãn cái khớp vai ra này. Đấy. Bây giờ đến thực hành tôi hướng dẫn các anh các chị. Đấy là tóc quay tròn.
Động tác thứ hai là đưa tay ra trước, ra sau, sang phải, sang trái. Đưa tay ra trước, sang phải, sang trái. Thế đưa lên cái phần chưa chắc quay kịp đâu thầy. Chưa chắc kịp đâu ạ. Chưa chắc kịp đâu thầy, đẩy lùi lại. Đẩy lùi lại cái phần quay tròn này. Mới đến quay tròn thôi. Đấy. Cứ chép đi, xong là đọc hiểu đâu hiểu, chứ bao giờ hướng dẫn thực hành tôi làm chứ cái này nói các bìa không làm được, vì trong phòng chật không làm được. Đang cái động tác thứ hai chưa? Chưa. Nhà mình có mấy bạn tắt mic nhỉ? Động tác thứ hai là đưa tay ra trước ra sau. Sang phải sang trái. Người bệnh đứng đối diện với tường. Tay đau duỗi thẳng. Bàn tay chống vào tường. Rồi từ từ đu người xuống. Tức là cứ vuốt theo tường đấy. Làm 5 lần. Làm 5 lần. Đổi tư thế nghiêng. Làm như trên. Chép tôi xong về đọc hiểu đâu thì hiểu nhá. Thế còn bao giờ thực hành tôi sẽ hướng dẫn các chị. Cái nói này khó lắm, không làm mẫu trên hình được. Ngày làm một lần. Tùy theo sức chịu đựng và tiến không nó lại gù lưng đi về phẳng. Ngày làm một lần. Thảo tắt mic nhá. Tùy theo sức chịu đựng và tiến bộ của bệnh. Có thể tăng số lần tập.
có thể tăng số lần tập. Đấy, vì theo bệnh tiến bộ của bệnh có thể tăng số lần tập. Tập đến khi nào khỏi hẳn thì thôi. Tập đến khi nào khỏi hẳn thì thôi. Ta sang cái bệnh tiếp theo. Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng cấp. Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng cấp. Điều trị đau lưng cấp. Bệnh đau lưng này thì đông y người ta gọi là yêu thống. Yêu là eo, là lưng, thống là đau. Đó. Tên đông y Tây thì gọi là đau lưng, còn đông y gọi là yêu thống. Tiêu thống cái này. Yêu thống. Tiêu tiêu. Yêu ghét ấy. Tình yêu. Yêu anh thống. Đấy. Yêu tức là eo, eo tức là đau ở lưng. Thống là đau. Đấy, yêu thống. Yeah. Đau lưng cấp là một bệnh xảy ra đột ngột. Xảy ra đột ngột. Đột ngột ở những người lao động. Khi cúi xuống ở tư thế không thích hợp. Cúi xuống ở tư thế không thích hợp. Hay xảy ra sau khi bê mang vác nặng. Chúng ta ai cũng bị rồi đấy. Mang vác nặng. Hoặc do lạnh, co cứng các cơ lưng và thắt lưng. Co cứng các cơ lưng và thắt lưng. Gây đau và hạn chế vận động cuộc sống. Gây đau và hạn chế vận động cuộc sống. Nếu bệnh nhân bị bệnh nặng, có thể không nằm tại chỗ được, không đi lại được. Đấy. Chúng ta ai cũng bị rồi. Đấy. Do lạnh này, rồi do sai tư thế này, do bê băng quá nặng này. Đấy. Lúc này bà làm nghiện pháp tay đất còn nhớ không? Còn nhớ cách làm nghiện pháp tay đất không? Thì cái khoảng cách tay đất càng xa thì bệnh càng nặng. Tay đất tôi hướng dẫn rồi. Không làm được. Không đi lại được. Đấy, có những trường hợp đau cấp như thế. Chỉ định tức là những trường hợp này chúng ta làm xong hết trường hợp này. Cái chủ dòng thứ nhất do lao động sai tư thế. Nhà mình anh Tuấn Anh gì tắt mic nhá.
do lao động sai tư thế. Đấy. Chỉ định thứ nhất là sai tư thế, ví dụ như thế này à, có nghĩa là cúi xuống bê một cái vật gì đấy thì đáng nhẽ người ta phải khởi động cái cuộc sống nó mềm, nhưng mà đây lại đột ngột cái cúi xuống bê luôn. Đấy. Thế là nó đến như là tụt xuống những cái, thế là nó không đứng lên được. Đấy. Có thể là vật nặng, có thể là vật rất nhẹ, nên cái chậu quần áo, chậu bát cho vợ thôi, nhưng mà không cẩn thận cái là rút một cái áo là bắt đầu là lưng cứng đơ ra. Đấy. Đấy, sai tư thế được ngột. Dậy lên đơn cộng nha Tuấn Anh, tắt mic cho em đấy ạ. Vâng vâng. Cái nguyên nhân thứ hai là do nhiễm lạnh. Do nhiễm lạnh. Đấy. Nằm đấy ngủ say quá quên, lại trời lạnh nên lưng thò ra ngoài. Hoặc là ngồi làm việc ở phòng ấy, điều hòa cho nó thổi thẳng vào thắt lưng. Thế là giữa mùa hè cũng bị nhiễm lạnh. Nhá. Thế và đặc biệt thế này tôi nói để các anh chị biết, một số người không hiểu khi bị đau lưng ấy thì lại người ta phải lấy vật nóng để chườm, thì đây lại lấy đá để chườm. Đấy. Đã không được, thế là bị nhiễm lạnh. Đấy. Đau lưng thấy nó mỏi mỏi đau đau tí lại ngói đá vào khăn không là chườm. Bởi vì tôi gặp bệnh nhân ấy, đến nhà tôi khám thì tôi thấy lưng yếu, tôi hỏi tại sao, lại bảo tôi vừa lấy đá tôi chườm thì nó càng đau chứ còn gì nữa. À. Lúc người ta phải chườm nóng cho cơ nó giãn, lấy đá chườm thì nguyên nhân thứ ba, chỉ định thứ ba, do vận động cột sống mạnh đột ngột quá tầm. Vận động cột sống quá mạnh đột ngột quá tầm. Quá tầm. Đấy, ba cái chỉ định do sai tư thế này, lao động này, do nhiễm lạnh này, do vận động cuộc sống quá mạnh đột ngột này, quá tầm. Đấy, ba cái chỉ định. Chứ còn bây giờ ngã mà gãy cuộc sống thì gây đau lưng thì đừng có xoa bóp. Yeah. Thứ hai là cách làm. Cách làm. Bệnh nhân nằm sấp trên giường. Nằm sấp. Thầy thuốc đứng bên cạnh làm các thủ thuật sau. Đấy. Thầy thuốc đứng bên cạnh làm các thủ thuật sau. Tất nhiên là khi bệnh nhân nằm trên giường nhá, thì lúc nào phải kéo áo bệnh nhân lên, không làm qua áo, chú ý tôi thế. Động tác thứ nhất. Lăn dây dọc hai bên cột sống từ D7 đến mông 3 đến 5 lần. Lăn này, người béo thì phải dùng khớp bàn ngón, người gầy thì dùng xương bàn. Đấy. Dây lăn dọc hai bên cột sống người ta gọi là thăn đấy. Chính cái cơ nó co cứng, nó không vận động được. Lăn dây dọc hai bên cột sống từ D7 đến mông 3 đến 5 lần. Từ D7 đến mông 3 đến 5 lần. Đấy. Hai động tác.
cho nó mềm việc cơ ra đấy. Động tác thứ hai là bóp hai bên cuộc sống. Đấy ạ. Đây, tôi nhắc lại đây, bóp là dùng đốt hai ngón cái, đốt ba cỏ các ngón 2, 3, 4 túm vào cơ, bóp dọc hai bên cuộc sống. Đấy, gọi là cái thân đấy. Bóp để cơ nó mềm ra. Nha. Hai bên cổ sống từ 3 đến 5 lần. Đấy, tức là cho cơ nó mềm ra. Tiếng thầy nhỏ hơn ban sáng. Bóp hai bên cột sống. Bóp thì là dùng nốt hai của ngón cái và nốt ba của các ngón 2, 3, 4, 5 túm vào da cơ bệnh nhân, kéo lên trong thả ra từ 3 đến 5 lần. Có nghe được không? Có ạ. Đấy. Động tác thứ 3. Bấm các huyệt giáp tích ở vùng đâu? Bấm các huyệt giáp tích ở vùng đâu? Bấm các huyệt giáp tích vùng đâu? Khối cơ co cứng. Huyệt giáp tích này và khối cơ co cứng. Yeah. Đây ạ. À, các anh chị nhìn tôi ạ. À. Nha. Huyệt giáp tích tức là cái mỏ ngang cột sống. Sờ vào mình đi. Đấy, các cái mỏ ngang thì đấy là người ta gọi đấy là huyệt giáp tích. Nha. Yeah. Mỗi một đốt sống thì nó có một cái mỏm ngang đấy, thì đấy ta gọi đấy là một huyệt giáp tích. Thế thì các anh các chị chưa bấm quen thì các anh chị dùng ngón tay cái này này nhé. Đấy, cong vào nhé, tạo thành một góc nhé, vuông góc đốt 1, đốt 2 này, còn đầu ngón tay 45 độ đấy, bấm vào đấy. Chứ còn nếu mà làm quen rồi thì cùng một lúc như tôi nói buổi sáng đấy, là tôi bấm được 8 huyệt nhé. Một bên là tôi để cố định tay trái, còn một bên tôi dùng 4 ngón tay, 2 bàn tay là 8 ngón, tôi bấm 8 cái mỏm giáp tích. Đấy. Bấm. Đấy. Đầu ngón tay hợp với da một góc 45 độ. Đấy, ta đứng bên đối diện, ta bấm xong ta lại đỏ anh nhân dở đầu, ta lại bấm bên đối diện kia. Nha. Thế mà các cái khối cơ nó có cứng thì chúng ta phải bấm, mà một số thầy lang gọi là cái cách giãn giải cơ đấy, người ta bấm được xong là người ta bật từng cái để cho cơ nó mềm ra. Thì bao giờ thực hành tôi hướng dẫn các chị cái cách bấm để làm giải cơ đấy. Bấm các huyệt giáp tích ở vùng đau này và khối cơ co cứng này đấy. Làm mà bấm chúng ta mà bấm đúng ấy, thì chỉ sau một lần cái bệnh nhân đứng lên thoải mái ngay, trả tiền về luôn. Động tác tiếp theo, vận động cột sống. Vận động cột sống. Vận động cột sống. Đấy. Thì nói từ sáng giờ, rồi vận động cuộc sống có hai cách. Một là cho bệnh nhân nằm ngửa này nha, nằm ngửa chân duỗi thẳng, một tay thầy thuốc đỡ vào chỗ khoeo chân, một tay đỡ vào chữ gót chân, bảo bệnh nhân úp đùi vào bụng đấy, làm lên làm xuống 3 đến 5 lần như thế đấy, đỡ lên xong bảo bệnh nhân cố gắng, nhưng mà có người thì đùi nó sát vào bụng được, nhưng có người không sát được nha. Đấy là một động tác vận động. Động tác vận động thứ hai là bệnh nhân nằm nghiêng, trong thầy thuốc đứng, một tay để ở mông, một tay để ở chỗ cơ rãnh nhân ta đấy, đẩy ngược chiều nhau trong vận động. Đấy, vận động cuộc sống có hai cách như thế.
ba nhỏ liệu trình. Ngày làm một lần. Mỗi lần khoảng 25 đến 30 phút. Mỗi lần khoảng 25 đến 30 phút. Nếu là chỉ đau như cái chỉ định ở trên ấy, thì chúng ta làm từ 1 cho đến 3 lần là bệnh nhân khỏi. Ngày làm một lần, mà mỗi một lần khoảng từ 25 đến 30 phút. Yeah. Làm chỉ 1 đến 3 lần là bệnh nhân khỏi. Đấy. Cái này là kinh nghiệm của tôi nói thêm. Tức là những bệnh nhân mà đau lưng do lạnh ấy, thì người ta bị lạnh, người ta đau lưng cấp ấy, thì các anh các chị có cái đèn hồng ngoại hay có cái chăn điện đấy, trước khi làm xoa bóp bấm huyệt thì các anh ủ cho bệnh nhân nó nóng lên đấy. Thì sau này làm nó nhanh, nóng thì nó đã mềm cơ nhé. Tuyệt đối không được dùng các cái thứ lạnh để chườm vào đấy. Những bệnh nhân đau lưng cấp do lạnh thì có thể ủ chăn điện nóng hoặc là dùng đèn hồng ngoại, đèn thần phổ chiếu cho nó nóng lên thì làm nó phải rất nhanh. Em ở nhà em hay làm cho bệnh nhân là lưỡi hồn gạch lên xong bắt đầu lấy nắm ná ngải thì chườm đâu khỏi đấy. Cũng ngay được. Nhưng mà bây giờ thì ai nướng hoàn cảnh, bây giờ công nghệ nó thấu huyệt, nó có khí của đông ngài rất thấu huyệt rất nhanh. Không có thì đừng có nướng gạch thì nó bảo bệnh nhân sao ngải cứu cho một tí muối vào xong gói vào khăn trong trường có dễ hơn không? Sao lâu lắm đấy, sao ngải cứu nóng cho muối vào, cho một rú muối vào, bởi vì muối nó mặn nó vào thận, và thận thì nó ở lưng ấy. Đấy, xong rồi gói vào khăn trong trường. Đấy. Còn cái đèn thần phổ của Trung Quốc bây giờ là có 2 triệu thôi, chiếu một tí là nó nóng ngay. Yeah. Hoặc cái chăn điện của Hàn Quốc ấy, yeah, đắp một tí là nó nóng ngay. Không cần phải là phiền hà gì cả. Mà nó chỉ có 30 V thôi, không tốn điện đâu, một tí thôi. Nhà tôi có đầy đủ, có cả chăn điện, có cả đèn thần phổ nha. Đấy. Ta sang một cái bệnh tiếp theo này. Xoa bóp bấm huyệt. Điều trị đau thần kinh hông to. Có nhìn thấy bà, nhìn thấy bảng không? Có ạ. Đau thần kinh hông to. Mở qua tôi đọc luôn tên đông y để các chị nay mai để biết này, khi đến bệnh học thì khỏi phải nhắc lại này. Đau thần kinh hông to có hai tên theo đông y nhá. Yêu cước thống. Anh Chiến thật yếu quá, học chưa hết mà đã phải dạy rồi. Thật yếu quá. Công việc. À tưởng là thật yếu phải ra. Yêu cước thống hả thầy? Yêu cước. Cước ạ. Cước, cước. Yêu cước thống. Yêu. Đấy là một tên. Cái thứ hai là tọa cốt phong. Đấy. Tên của cái bệnh đau thần kinh hông to đây là tên Tây y, còn đông y chúng ta gọi là yêu cước thống tọa cốt phong. Không có các cụ nói chúng ta lại chả hiểu gì. Yêu là eo nha. Đau từ eo lưng. Cước là chân, đau từ eo lưng lan xuống chân.
Đấy, thống là đau. Còn tọa cốt phong là đau từ cái chỗ mông ấy lan xuống chân. Đấy, xưa là cái chào cờ xong mời các vị an tọa, tức là ngồi bệt xuống ghế đấy. Nó có hai cái tên như thế, tên đông y. Ta ghi à, đau thần kinh không to. Bây giờ có một sách bây giờ ta gọi đau thần kinh tọa đấy. Con phải là nói đúng là thần kinh không to thì mới đúng. Nha. Đau thần kinh không to. Là một hội chứng. Là một hội chứng. Đau dọc theo đường đi của dây thần kinh. Đau dọc theo đường đi của dây, theo dây thần kinh không to. Nói tóm lại là gì? Nó đau từ ở thắt lưng lan xuống mặt sau đùi, mặt sau ngoài đùi, cẳng chân đến bàn chân. Đấy, thì gọi là đau thần kinh không to hay thần kinh tọa. Đấy, để các anh các chị dễ hiểu không có đấy. Một, chỉ định. Chỉ định. Đau thần kinh không to do nhiều nguyên nhân. Do rất nhiều, do nhiều nguyên nhân. Do nhiều nguyên nhân. Vì vậy, vấn đề chỉ định xoa bóp bấm huyệt rất quan trọng. Thoát vị đĩa đệm cũng đau thần kinh không to. Thoái hóa cột sống, chấn thương cột sống cũng gây đau thần kinh không to. Đấy. Viêm nhiễm cũng gây đo. Cho nên là cái gì chỉ định rất quan trọng. Vì vậy, vấn đề chỉ định xoa bóp bấm huyệt rất quan trọng. Đấy. Tức là phải chọn cái bệnh nào để mà xoa bóp bấm huyệt. Gai đôi cột sống cũng đau như thế. Đấy, tất nhiên. Qua điều trị thấy xoa bóp bấm huyệt có kết quả tốt với các bệnh có nguyên nhân sau đây. Đấy, tức là ta phải chọn, chứ không phải cứ đau thần kinh tọa nào chúng ta cũng xoa bóp nha. Nguyên nhân sau đây, cái đầu dòng thứ nhất, đau thần kinh không to do lạnh. Đấy, cuộc sống không có vấn đề gì cả, do lạnh. Do thoái hóa cột sống là chỉ định thứ hai. Cái chỉ định thứ ba là do thoát vị đĩa đệm bán phần và di động. Thì cái này chỉ là làm đỡ thôi, chứ còn không thể là khỏi được. Nhưng còn hai nguyên nhân trên cũng có thể là khỏi. Thoát vị đĩa đệm bán phần. Làm dỗi tôi chiếu cho các anh cho xem cái hình ảnh thoát vị đĩa đệm bán phần và di động. Đấy. Hai, cách làm. Bệnh nhân nằm sấp
thầy thuốc đứng lần lượt làm các thủ thuật sau. Thầy thuốc đứng lần lượt làm các thủ thuật sau. Thủ thuật thứ nhất. Dây dọc từ thắt lưng tới mặt sau cẳng chân 3 lần. Dây dọc từ thắt lưng tới mặt sau cẳng chân 3 lần. Dây thì các anh chị nhớ rồi nha. Ôm một cái, ôm một út, gốc bàn tay, gan bàn tay. Đấy, xoay theo hình tròn nhá, theo chữ kim đồng hồ. Đấy. À, dây từ ở mông cho đến mặt sau cẳng chân nhá, 3 lần. Động tác thứ hai là lăn. Cũng vị trí ra như thế. Từ thắt lưng đến cẳng chân. 3 đến 5 lần. Đấy ạ. Lăn. 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 Đấy. Thì tùy theo người béo người gầy nhá. Người mà béo chân nó to thì các anh phải dùng khớp bàn ngón này này. Đấy. Còn người trung bình và gầy thì các anh dùng ngón xương bàn này. 2, 3, 4, 5 này. Đấy. Lăn từ thắt lưng đến cẳng chân. Bóp từ thắt lưng tới mặt sau cẳng chân 3 lần. Đây ạ. Đốt hai đầu, dùng đốt hai ngón cái này. Đốt ba cái ngón này cúng vào da cơ bệnh nhân, bóp. Đấy. Cúng vào da cơ, kéo lên thả ra, kéo lên thả ra từ mông cho đến mặt sau cẳng chân 3 lần. Đó. Động tác thứ tư, bấm các huyệt. Bấm các huyệt giáp tích nơi bị đau. Đấy. Mà thường là vùng thắt lưng, từ thắt lưng 1-2 trở xuống đây. Đây, dùng đầu ngón tay cái này nha. Đốt 1, đốt 2 tạo thành góc vuông này. Đấy. Đứng đối diện nha, với bệnh nhân trong một bấm sát vào cuộc sống. Giáp tích này. Cái thứ hai là bấm huyệt thận du. Đại trường du. Đại trường du. Hoàn khiêu, thừa phù, ủy trung, thừa sơn, côn lôn, nếu đau ở mặt ngoài đùi thì bấm thêm huyệt phong thị và dương long tuyền. Đấy. Thận du thì nhớ chưa? Từ khe đốt sống thắt lưng 2-3 tức là khe đấy là mạng môn. Từ mạng môn đo ra 1.5 là thận du. Yeah. Đại trường du là khe thắt lưng 4-5 đo ra 1.5. Hoàn khiêu thì biết rồi, thừa phù là chính giữa lớp làm mông, ủy trung là nằm ở giữa lớp làm khoeo, thừa sơn là mặt sau bắp chân chia đôi ra ở giữa, côn lôn là trung điểm của đoạn nối từ mắt cá ngoài và gân gót. Đấy. Đau mặt ngoài thì bấm thêm phong thị. Phong thị thì là bệnh nhân đứng thẳng nha, tay áp sát vào người. Đấy.
đầu ngón tay giữa đây này. Đầu ngón giữa. Mày tắt đi đi. Đây này, áp sát vào người này. Đầu ngón giữa này này. Yeah. Ngón ba này này. Chấm đến đâu thì đấy là huyệt phong thị. Dương lăng tuyền thì chỗ lõm khe đầu trên xương chày và xương mác. Đấy, nếu là đau ở cả mặt ngoài trên nữa thì được thêm hai huyệt đấy. Đấy. Vận động cuộc sống. Lại vẫn hai động tác. Như một là bệnh nhân nằm ngửa này, chân duỗi thẳng. Một tay thầy thuốc đỡ ở khoeo chân, một tay đỡ ở gót chân. Nâng dần lên để bệnh nhân đùi áp vào bụng. Đấy là một động tác vận động cuộc sống. Động tác vận động cuộc sống thứ hai là bệnh nhân nằm nghiêng nha. Chân dưới duỗi, chân trên co đấy. Một tay thầy thuốc thì để vào bông, kéo lại. Một tay để rãnh nhân ta đẩy ra, đẩy đi đẩy lại nhiều lần. Đấy. Cuộc sống có hai cách như thế. Mở ngoặc. Nếu bệnh nhân có nghi ngờ thoát vị đĩa đệm thì không làm động tác này. Đấy. Đau thần kinh không to mà nghi ngờ có thoát vị đĩa đệm thì không làm cái động tác vận động cuộc sống. Đúng không ạ? Các anh chị nhớ tôi đấy. Không có là gây tai biến cho bệnh nhân đấy. Động tác vận động cuộc sống này có thể làm được. Động tác thứ ba là cho bệnh nhân nằm ngửa, co chân vào bụng, nằm ngửa co chân vào bụng. Thầy thì thuốc cầm cổ chân bệnh nhân kéo thẳng ra. Đấy, làm thế 3 lần. Đấy, nằm ngửa ở đây. Duỗi thẳng chân, thầy thuốc co bảo bệnh nhân co chân vào bụng, không kéo thẳng chân bệnh nhân ra. Đấy, làm như thế 3 lần. Ngoài hai cái động tác vặn kia rồi thì có cái động tác là nằm ngửa. Chân duỗi thẳng, thầy thuốc hai tay cầm vào cổ chân bệnh nhân. Khi bệnh nhân co chân vào bụng, bệnh nhân co vào cũng kéo thẳng ra, làm như thế 3 lần. Đấy. Cuối cùng, bảo bệnh nhân nằm sấp, vỗ từ cẳng chân, vỗ từ thắt lưng xuống cẳng chân 3 lần. Đấy, bệnh nhân nằm sấp này, vỗ cái chân đau ấy. À, vỗ này thắt lưng xuống dưới cẳng chân 3 lần. À, tay phun lại này nhá. Có làm gì bàn tay này, tay chết này là người ta đau mà phải phun lại để nó có tiếng kêu này. Vỗ từ thắt lưng xuống cẳng chân 3 lần. Liệu trình mỗi ngày làm xoa bóp một lần, mỗi lần 30 phút. Mỗi ngày một lần, mỗi lần 30 phút. Một đợt điều trị từ 1 đến 2 tuần. Một đợt điều trị làm từ 1 đến 2 tuần. Có thể kết hợp với châm cứu và uống thuốc thang. Đấy. Đấy, có thể kết hợp xoa bóp này, châm cứu này, uống thuốc thang. Uống thuốc thang. Uống thuốc thang. Đấy. Ở đây cả lớp anh nào biết là cái đau thần kinh không to thì bài thuốc cổ phương hay dùng bài nào? Có anh nào hành nghề rồi? Cả lớp.
tập quán sinh ạ. Là gì? Phạt tăng ký sinh ạ. Rồi, nhưng phải ra giảm, bởi vì được phạt tăng ký sinh nếu bài gốc của nó là bổ là chính, bổ can thân. Thế nên phải đau thần kinh không to bài rồi, nhưng mà phải ra giảm nhé. Tăng cường hoạt huyết nhé. Còn cái bài được hoạt tăng ký sinh nguyên bản của nó là bổ, đấy là điều trị là bệnh mãn tính. Nhá. Thì nó là bài bát chân thiếu chuột chứ gì, là bài bổ. Cho nên là nếu là điều trị thần kinh to thì dùng cái bài độc hoạt tăng ký sinh, ra thêm các vị hoạt huyết. Đấy. Đấy. Còn nó chính là bài bổ mà, là bát chân mà này. Chỉ có thiếu bạch tuột thôi, cho nên là nó là bổ là chính. Cho nên là nếu là điều trị đau thần kinh không to nó là cấp thì là phải ra thêm các vị hoạt huyết nha. Thôi ta giải lao tí 15 phút nha. Vâng ạ. Vâng. Mời các chị ta giải lao.